Thưa quý vị, giá sản phẩm chăn nuôi giảm mạnh, có hay không việc nhập khẩu ồ ạt sản phẩm chăn nuôi giá rẻ kém chất lượng là một trong những nội dung được chia sẻ tại cuộc họp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan chủ trì diễn ra vào ngày 21 tháng 5 tại Hà Nội. Theo Cục Thú y, từ đầu năm đến nay đã có khoảng 4.000 tấn chân gà, hơn 400 tấn giống gà vịt liên quan đến gà loại thải, không đảm bảo chất lượng nhập khẩu vào Việt Nam qua đường mòn lối mở. Còn đối với nhập khẩu chính ngạch, Cục Thú y khẳng định, một sản phẩm thịt hoặc phụ phẩm nhập khẩu có mặt trên thị trường Việt Nam phải tuân thủ nhiều bước kiểm tra chất lượng và trải qua quy trình đàm phán tối thiểu từ 4 đến 5 năm. Tại cuộc họp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng thông tin về tình hình nắng nóng tác động đến sản xuất nông nghiệp, thảo luận diễn biến thị trường tiêu thụ nông sản khi mà thời điểm này nhiều loại nông sản đang bước vào chính vụ thu hoạch.